Các cách để chinh phục một người phụ nữ đã ly hôn hiệu quả tuyệt đối. Các bạn thân mến, nếu như bạn đang phải lòng một người phụ nữ trong một thời gian dài và đột nhiên cô ấy ly hôn, hiện đang sống độc thân, có lẽ bạn đang rất muốn tìm cách thu hút sự chú ý của cô ấy để trở thành người đàn ông có thể ở bên cạnh chở che và chăm sóc cô ấy. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay những cách chinh phục người phụ nữ đã ly hôn và trở thành người đàn ông của cuộc đời cô ấy nhé. Người phụ nữ đã ly hôn là những người phụ nữ thực sự rất cần được sự thông cảm và sự chia sẻ từ phía người đàn ông, đặc biệt là khi cô ấy lại là người phụ nữ mà bạn đang thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Và hãy cùng với chúng tôi đến bên, tiến đến trở thành một người bạn của người phụ nữ này bằng cách thấu hiểu tâm lý của cô ấy. Phụ nữ đã ly hôn sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng mà họ thường sống có trách nhiệm hơn, duyên dáng hơn, biết cân bằng cảm xúc của mình hơn so với những người phụ nữ chưa kết hôn. Họ cũng sẵn sàng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, đi tìm hạnh phúc sau nỗi đau để tình yêu không bao giờ nhạt nhòa. Nếu như bạn muốn chiếm được trái tim của một người phụ nữ vừa mới ly hôn, có thể là cô ấy còn muốn trở thành người tình của bạn, thì trước khi tìm kiếm cách chinh phục nàng, bạn cần phải hiểu tâm lý và cảm xúc của cô ấy ngay lúc này để có những chiến thuật hiệu quả nhất. Người phụ nữ sau ly hôn họ sẽ cảm thấy cô đơn và chán nản. Đây chắc chắn là tâm lý mà rất nhiều người phụ nữ sẽ gặp phải sau khi ly hôn. Vì khi cô ấy đã quen với việc có chồng, một người đàn ông luôn bên cạnh, đột nhiên không còn ai thì sẽ phải sống một mình trong sự cô đơn và sự buồn chán. Có những người phụ nữ sau khi ly hôn sẽ cảm thấy được tự do và vui vẻ hơn hẳn so với khi phải ở trong một mối quan hệ ràng buộc thiếu tình cảm với chồng. Nhưng mà họ cũng chẳng thể nào tránh được những khoảnh khắc cô đơn và buồn tủi khi chỉ có một mình trong căn phòng tối. Dù sao, với một người phụ nữ bị ly hôn chồng trong tư thế bị động hay chủ động thì sự cô đơn và chán nản, cảm thấy hụt hẫng với con đường phía trước là một nét tâm lý khó tránh. Vì vậy, khi người phụ nữ rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp như vậy sau ly hôn, cô ấy sẽ thường hay đi chơi nhiều hơn với bạn bè hoặc là đến một nơi nào đó thoải mái để quên đi nỗi buồn. Lúc này chính là thời điểm tuyệt vời để các bạn xuất hiện và sẵn sàng cho cô ấy mượn bờ vai để khỏa lấp đi sự thiếu thốn tình cảm. Và đây cũng là những lúc chị em phụ nữ yếu mềm, yếu lòng nhất. Và người đàn ông, nếu như các anh đủ thời cơ và có đủ kiến thức để mà có thể chọc lấy lúc này, thì sẽ là một trong những dấu ấn rất lớn đối với tâm lý chị em phụ nữ lúc này. Mất tự tin và xấu hổ khi giao tiếp với đàn ông là tâm lý mà nhiều chị em cũng sẽ đối mặt. Với sự phát triển của xã hội thì mọi người đã quen với việc các cặp vợ chồng ly hôn, nhưng không phải ai cũng sẽ có phản ứng tích cực ngay như vậy. Một số người vẫn cho rằng ly hôn là điều cấm kỵ và coi thường phụ nữ, vì người ta thường đổ lỗi cho phụ nữ hơn là người đàn ông còn lại. Chỉ những lời cay độc và những lời chỉ trích sẽ khiến cho những người phụ nữ với trái tim yếu đuối, mong manh, mất dần đi sự tự tin. Và nếu như kéo dài thì họ sẽ tự cô lập mình với xã hội, tránh chia sẻ hay nói chuyện với người khác, đặc biệt là với đàn ông. Bởi vì một người phụ nữ dù có tự tin hay dù có sành sỏi đến đâu đi chăng nữa thì tâm lý bị lùi lại phía sau, tâm lý tự ti là một tâm lý chị em nào cũng sẽ phải đối mặt. Bởi vì ly hôn thì chứng tỏ rằng chị ấy không biết cách lèo lái một cuộc hôn nhân, và ít nhiều thì nó cũng có lỗi từ phía của người phụ nữ nữa. Sợ không tìm được người đàn ông phù hợp là nỗi sợ của rất nhiều chị em. Trong tâm lý của phụ nữ sau ly hôn thì chắc hẳn họ lo lắng rằng mình sẽ vẫn độc thân khi về già, bởi vì họ thường cho rằng không có người đàn ông nào thích người phụ nữ đã có gia đình cả, hoặc là bị ảnh hưởng bởi định kiến cho rằng đàn ông thì không nên lấy người phụ nữ đã có gia đình. Họ cũng rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân không thành công trước đó, sợ mở lòng với người đàn ông khác và cũng không muốn tin tưởng ai. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp cận cô ấy thì hãy cố gắng yêu cô ấy bằng cả trái tim. Bộn bề với gánh nặng cơm áo gạo tiền hơn, vấn đề kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý của phụ nữ rất lớn. Không chỉ quan trọng cô ấy có khả năng độc lập và mức lương cao hay không, một số phụ nữ khác chỉ có thể làm được việc đủ tiền để nuôi sống bản thân. Nhưng mà có nhiều việc như là nuôi nấng con cái, nuôi dạy con, sinh hoạt phí, không thể một mình người phụ nữ họ giải quyết hết được. Vì vậy tiền bạc trở thành một gánh nặng rất lớn đối với người phụ nữ. Khi còn trong cuộc hôn nhân thì ít nhiều người chồng dù có vô tâm, dù có hững hờ hay dù anh ta có ngoại tình
thì cũng vẫn có những sự chu cấp ít nhiều cho cuộc sống của người phụ nữ. Thế nhưng khi đã ly hôn rồi, một mình người phụ nữ phải gánh gồng tất cả các loại kinh phí từ nhỏ nhặt nhất cho đến việc lo lắng cho tương lai của các con. Với những áp lực rất lớn về kinh tế này thì chị em phụ nữ thường gặp rất nhiều căng thẳng với những gánh nặng cơm áo gạo tiền vây xung quanh. Trong bối cảnh xã hội việc gì cũng cần đến tiền như hiện nay thì lại càng khiến cho chị em đau đầu hơn nữa. Nhiều chị em phụ nữ ly hôn trong sự chán ghét nên nảy sinh tâm lý căm thù chồng cũ. Nếu như cuộc hôn nhân kết thúc do tranh chấp hoặc là do phản bội thì việc người phụ nữ coi chồng cũ như kẻ thù là điều hiển nhiên. Trong mắt họ, họ sẽ luôn thấy người làm tổn thương mình thật tồi tệ, thật ác độc. Nhưng để bản thân mình hạnh phúc hơn sau ly hôn thì phụ nữ vẫn cứ nên quên đi những điều đó, quên đi những người xấu hoặc những điều tồi tệ mà người ta đã làm với mình. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa cũng đã là một đoạn đường đời đi cùng với nhau, không vui vẻ hạnh phúc thì buông tay. Nhưng liệu rằng có phải người phụ nữ nào cũng có thể nghĩ được như vậy hay không? Và liệu rằng với những nỗi đau trong quá khứ mà người chồng gây ra thì nó có dễ dàng để người phụ nữ quên đi như vậy hay không? Nó còn tùy thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh của mỗi người. Bên cạnh những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, về tâm lý thì nhu cầu về thể xác cũng là một điều và nó khiến cho chị em phụ nữ sau khi ly hôn hết sức bối rối. Mỗi người thì đều có nhu cầu sinh học, bất kể là nam hay là nữ. Tuy nhiên so với nam giới thì phụ nữ thường có tâm lý e dè và ngại nuông chiều bản thân hơn. Phụ nữ đã ly hôn thì thường sống độc thân trong một thời gian hơn là tiếp tục bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này dẫn đến việc họ thiếu thốn những vấn đề về giải quyết liên quan đến tình dục. Điều này dễ khiến cho họ nảy sinh cái tâm lý khó chịu khi mà thấy người khác gần gũi, tình cảm, yêu đương, ân ái với nhau. Và các bạn thân mến, vừa rồi là những nét tâm lý tiêu biểu của những người phụ nữ sau khi ly hôn. Vậy thì quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta, cái cách nào để có thể chinh phục được người phụ nữ đã ly hôn một cách hiệu quả nhất? Nếu như bạn đang tìm kiếm cách để quyến rũ một người phụ nữ đã ly hôn, khiến cho nàng không còn lo nghĩ hay bận tâm về bất cứ điều gì khác ngoài bạn, thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Nên nhớ rằng tán tỉnh một người phụ nữ, đặc biệt là với những người phụ nữ nhạy cảm như người phụ nữ ly hôn, thì thay vì việc quá sồn sã, hãy tiếp cận từ từ và trở thành bạn của cô ấy trước. Người phụ nữ mà bạn đang để ý đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, vì vậy bạn cũng đừng vội vàng. Bạn cần thời gian tiếp cận và tìm hiểu cô ấy cảm thấy thế nào sau khi ly hôn, để từ đó biết cách phù hợp nhất để thu hút cô ấy. Nếu như cô ấy buồn bã và nói với bạn rằng cô ấy chưa hết đau buồn, hoặc là bạn cảm thấy cô ấy đang rất áp lực và rất mệt mỏi với cuộc sống, thì đây chính là lúc bạn nên vỗ về, thể hiện sự ủng hộ và xây dựng tình bạn với cô ấy. Nếu như bạn cố gắng phát triển một mối quan hệ quá sớm, quá dồn dập, thì có vẻ như là bạn sẽ không quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô ấy lúc này, mà chỉ chăm chăm vào điều mà bạn đang muốn hướng tới. Và như vậy thì cô ấy có nhiều khả năng sẽ từ chối bạn, bởi vì nhiều người phụ nữ họ chưa hề cảm thấy sẵn sàng nếu như bạn quá sồn sã đâu. Vì vậy, việc tán tỉnh một người phụ nữ đã ly hôn là một điều sẽ cần rất nhiều thời gian. Và nên nhớ rằng hãy tiếp cận cô ấy dần dần và kết bạn với cô ấy trước khi mà mong muốn trở thành người tình hay mong muốn có những lợi ích lớn hơn từ phía người phụ nữ này. Hãy đối xử với cô ấy như một người phụ nữ chưa chồng, chính là bí quyết tiếp theo để có thể chinh phục được mẫu phụ nữ nhạy cảm này. Hãy đối xử với cô ấy như những người phụ nữ khác, đừng có đối xử phân biệt để khiến cô ấy nghĩ rằng bạn hành xử như vậy là bởi vì cô ấy đã ly hôn. Những người đã ly hôn thì thường rất tự ti. Nếu như cô ấy có con thì cô ấy có thể sẽ lo lắng về cách mà bạn ứng xử với đứa con, với hoàn cảnh của cô ấy. Bạn sẽ muốn đối xử với cô ấy bình thường chứ, để cho cô ấy cảm thấy bạn không bận tâm đến quá khứ của cô ấy. Một cô gái chưa chồng thì luôn có một cá tính rất quyến rũ, rất độc lập, đôi khi hơi độc đáo một chút, khiến cho nhiều người đàn ông phải mê mẩn vì sự quyến rũ và đầy gợi cảm. Khi bạn quyết định theo đuổi một người phụ nữ đã ly hôn thì đừng bao giờ nhắc lại những kỷ niệm không vui giữa cô ấy và người chồng cũ. Hãy nói chuyện với cô ấy thường xuyên hơn. Tất cả phụ nữ đã có gia đình đều có đời sống nội tâm rất phong phú. Có rất nhiều vấn đề cần được xem xét và không thể khái quát cho qua.
Vì vậy khi mà cô ấy muốn nói chuyện thì bạn chỉ cần lắng nghe cô ấy và chú ý đến những chi tiết thật nhỏ trong câu chuyện thôi. Hãy cố gắng quan tâm và thấu hiểu vấn đề của người phụ nữ này. Người phụ nữ đã có gia đình, họ sâu sắc và chôn vùi nhiều câu chuyện sau tâm can của mình hơn so với những người phụ nữ chưa lập gia đình. Thế nên để mà việc cô ấy chia sẻ với bạn là một điều tôi nghĩ rằng bước tiến rất lớn trong việc cô ấy đã tin tưởng và muốn chia sẻ, chăm sóc cô ấy như một người bạn trước đã. Rồi mưa dần thấm lâu, sự quan tâm của bạn sẽ khiến cô ấy nhớ bạn mỗi ngày. Đây chính là cách nhanh nhất để cô ấy biết rằng bạn đang thực sự quan tâm đến cô ấy. Tặng quà và có những cử chỉ lãng mạn là một điều bạn cũng nên chú ý. Theo tất cả mọi chuyên gia thì phụ nữ luôn bị thu hút bởi những người đàn ông lãng mạn, bản tính, mạnh mẽ và biết quan tâm đến người phụ nữ. Nếu như bạn đang yêu một người phụ nữ đã ly hôn thì đừng ngần ngại tiến tới cô ấy và thể hiện tình cảm của mình với nàng để nàng cảm nhận được tình yêu của bạn. Nhiều khi bạn phải cố gắng hơn nữa để trở nên hấp dẫn hơn, lịch lãm hơn, đàn ông hơn là gã chồng cũ của cô ấy. Tuy nhiên cũng vẫn cần phải để ý những yếu tố như là tiến bước một cách từ từ và khiến cho người phụ nữ họ không cảm thấy bạn đang vì những âm mưu, những mục đích khác mà đến với cô ấy quá vội vàng. Hãy lật ngược ván cờ qua 4 bước trên. Đó chính là những bước quan tâm, nói chuyện, tặng quà, đối xử như một người phụ nữ chưa chồng và tiếp cận trở thành bạn của cô ấy trước. Qua 4 bước trên thì có lẽ bạn đã đang trên con đường chinh phục cô ấy và cho cô ấy thấy những điều tốt đẹp mà bạn có thể mang lại. Nhưng ở bước này thì bạn nên chậm lại một chút nếu như đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía nàng, nếu như bạn muốn chinh phục cô ấy hoàn toàn. Khi mà bạn đã chắc chắn rằng cô ấy bắt đầu để ý đến mình, thì bạn đã có đến 80% cơ hội giành chiến thắng. Lúc này nếu như bạn không thể hiện ra bên ngoài, cô ấy sẽ cảm thấy rất nhớ và muốn gặp bạn. Trì hoãn một cuộc hẹn vì lý do chính đáng sẽ khiến cho cô ấy biết ít hơn về bạn. Và số lần gặp gỡ hai bạn gặp nhau cũng nên ít hơn một chút để cô ấy hiếu kỳ hơn về bạn, lúc nào cũng phải nghĩ về bạn. Chú ý không phải đến mức quá như là trốn tránh. Hãy chắc chắn rằng bạn đang muốn khiến cho cô ấy chủ động chinh phục và theo đuổi bạn. Chúng ta có thể giảm bớt đi chứ không nên giảm quá đột ngột. Ví dụ trước đây ngày nào bạn cũng gặp nhau, ngày nào cũng quan tâm hỏi han cô ấy, thì bây giờ bạn có thể lùi lại sau một ngày với những lý do chính đáng như là đi công tác hay là gia đình có một việc đột xuất gì đó cần phải giải quyết chẳng hạn. Chú ý, mình lật ngược ván cờ và khiến cho người phụ nữ họ chủ động theo đuổi mình bởi vì mình cách quãng thời gian ra khiến người phụ nữ nhớ nhung và không ngừng nghĩ đến mình chứ không phải là trốn tránh nhé. Hãy chú ý bởi vì ranh giới giữa hai điều này rất mong manh. Và khi mà đã được người phụ nữ họ nhớ nhung, họ chủ động tìm kiếm đến bạn thì hãy biết nắm lấy thời cơ. Mọi lời tán tỉnh của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu như bạn bỏ lỡ đi thời cơ của mình. Khi mà thời điểm đó đến thì hãy nắm lấy nó thật nhanh. Khi bạn đã ở bên cạnh cô ấy một thời gian dài với tư cách là anh trai hay là em trai hay là một người bạn, người tri kỷ thì bạn ít nhiều đã hiểu được tính cách và cảm xúc của cô ấy. Chính vì vậy, việc đọc được những tín hiệu cho thấy cô ấy đang bật đèn xanh để mình nắm ngay lấy thời cơ là một điều rất quan trọng. Và cuối cùng, để mà chinh phục một người phụ nữ đã ly hôn thì các bạn hãy nhớ rằng hãy tôn trọng cô ấy. Ngoài việc thể hiện bản lĩnh và tư thế của người đàn ông trưởng thành thì việc thể hiện sự tôn trọng cô ấy trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc cũng là một cách chinh phục người phụ nữ đã ly hôn. Bởi vì người phụ nữ đã ly hôn, họ đã từng thường xuyên xảy ra xung đột trong cuộc sống hôn nhân nên họ thường rất nhạy cảm với bất cứ một sự không tôn trọng nào từ người khác. Vì vậy nếu như bạn muốn được cô ấy bày tỏ hay là chia sẻ với bạn một cách chân thành thì bạn phải thể hiện được sự tôn trọng với tất cả những gì cô ấy nói. Hãy nhớ rằng một người phụ nữ đã từng trải qua tổn thương, họ rất nhạy cảm. Đặc biệt là khi mà họ đã bước qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì sự tôn trọng của người khác đối với mình là một điều họ đặc biệt chú ý. Và nếu như bạn làm được điều này thì điểm cộng của bạn sẽ rất lớn. Và một chú ý nhỏ nhỏ mà chúng tôi xin phép được nhắc lại, đó chính là khi các bạn muốn chinh phục một người phụ nữ đã ly hôn thì nên nhớ rằng không được quá vội vàng. Hãy từ từ, không vội chinh phục mà hãy trở thành người bạn, người tri kỷ của cô ấy trước đã. Nói cách khác thì bạn không nhất thiết phải tấn công dồn dập, tấn công hàng ngày, mà phải từng bước, từng giai đoạn thiết lập mối quan hệ, đến giai đoạn nói chuyện với nhau mỗi ngày một cách nhẹ nhàng, một cách tinh tế. Bằng cách này, nếu như mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy
thì dần dần bạn sẽ trở thành bạn thân của cô ấy mà không hề hay biết. Đến lúc đó thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận và chinh phục người phụ nữ mà mình lựa chọn. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ cùng với các bạn những cách, những bí kíp mà có thể giúp cho các bạn chinh phục một người phụ nữ đã ly hôn. Thiết nghĩ bất cứ một người phụ nữ nào cũng có nhu cầu và cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hy vọng rằng với người phụ nữ mà bạn đang muốn hướng tới, bạn cũng sẽ có đủ sự tự tin, đủ sự bản lĩnh để có thể mang đến cho nàng một cuộc hôn nhân mới, hạnh phúc hơn và viên mãn hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.